À, vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube và Facebook của Âm Thanh Khánh Hằng. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một bộ ghép tầm giá khoảng hơn 30 triệu, thì vừa nghe nhạc và vừa karaoke gia đình rất là hay và hợp lý. Thì anh em có nhu cầu báo giá hay là tư vấn cụ thể thêm thì có thể alo trực tiếp cho bên em qua số điện thoại của Âm Thanh Khánh Hằng đây, 0912 572434, địa chỉ ở 19 ngõ Trần Cao Vân, Thích Yên, Hà Nội. Anh em có thể lên website amthanhbai.com để tham khảo thêm các mặt hàng nhé. Đấy thì hôm nay em sẽ đi vào chi tiết cấu hình của bộ ghép này như sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ có đôi loa Diatone DS77HRX, màu gỗ màu đen rất là đẹp, đen tuyền luôn anh em ạ. Anh em để ý nhé, là các cái dòng này gông loa nó phải sáng và phải đẹp như này thì mới lấy. Đây. Cấu hình em này thì quá là quen thuộc với anh em chơi các cái dòng loa vừa nghe nhạc vừa karaoke rồi. Con này thì bass 31 màng carbon, trung 14 và chép đom 10 cm, giải trung và chép rất là sáng, đặc biệt là cái phần âm bass của nó do là màng carbon này, nên là công suất rất là khỏe, lên đến 230W một loa cơ, cho nên cái âm trầm của nó chắc nịch luôn và nó xuống rất là dày, rất là nặng. Đôi loa này thì chơi phòng rộng thì rất là phù hợp luôn và phục vụ cả hát hò thoải mái, bass đánh rung nhà. Anh em nghe nhạc thì không cần chơi súp đâu, khi nào hát thì ta có thể đệm thêm một quả súp luôn. Đấy, phòng tầm 30 đến 40 mét thì dãi em này thoải mái anh em nhé. Diatone BS77HRX. Cái thành quách của nó này rất là đẹp. Toàn bộ là hàng bao zin, bảo hành zin nguyên bản cho anh em. Có cả e-căng zin anh em lưu ý nhé. Đấy, em này thì nặng 27 kg cho một loa và độ nhạy 91 dB. Đặc biệt là củ loa của nó rất là nặng, do xương loa đúc liền thùng chắc chắn. Đấy, và để ghép cùng được với cái đôi loa khủng bố này thì em đã sử dụng âm ly Sansui AU Alpha 607XR. Đây là một trong những cái dòng rất là tầm tiền để anh em tham khảo. Và đặc biệt là em này điện 100V, công suất 250W, ghép được rất là nhiều loa, đặc biệt là dòng Mỹ này, dòng Nhật, loa gì nó cũng thể ghép được hết. Căn bản là công suất của nó vừa khỏe mà âm sắc cũng hợp lý anh em ạ. Đây anh em chiêm ngưỡng hình thức em nói nhá. Mặt phay nhôm vàng chanh, rất là dày dặn. Có chỉnh lau nớt này, chỉnh bát chép, ba lăng. Đấy, còn đây là phần chỉnh các cổng vào của nó đây. Đấy, một âm ly rất là hợp lý cho anh em nào mới tập chơi mà có loa Nhật, các cái dòng bát 30, 35 này, mà không biết là nên ghép âm ly gì cho hợp thì cứ san xui các cái dòng 607XR này, MR này mà chơi luôn ạ. Rất là dễ ghép loa. Đấy, cùng với đó thì em đang có ở đây là một con Equine đầu bảng của dòng Victor. Anh em nhìn hình thức là đã đoán ngay tên rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là Victor C7070. Đấy, con này thì công suất 27W, đánh rất là lực, có thể hiệu chỉnh giải tần số rộng từ 31,5Hz cho đến 16kHz. Với 10 cần gạt chính cho mỗi kênh thì ngoài ra nó còn có 20 cần gạt chỉnh tần số phụ trợ ở dưới. Anh em có thể mày mò thêm, hoặc là bác nào mà tò mò về cái dòng C7070 đầu bảng này thì có thể lên website amthanhbai.com nhé. Em có khá là nhiều clip test này cũng như là hình ảnh cụ thể của em nó rồi đấy. Đây, anh em chiêm ngưỡng hình thức một chút. Nếu mà anh em mà bỏ qua cái hình thức hơi hầm hố và cục mịch của nó ra thì chất âm em này thì thuộc dòng xuất sắc nhất trong các cái dòng Equine Victor. Đấy, vừa xuất sắc nhất này vừa đắt nhất thì anh em đủ hiểu cái độ chất của nó rồi. Đặc biệt là mấy lô hàng lần này còn có cả những cái tay cầm của nó về như này luôn, trông rất là ngộ. Anh em có thể về tự gắn thêm, có phần ốc vít ở đây. Đấy, còn thường thì bọn em hay bỏ ra vì nó hơi là vướng. Và một nhân vật khá mới trong mấy ngày gần đây, đó là mẫu đầu giải mã đến từ thương hiệu Tech. Bên em thì chủ yếu dạo này bán dòng Sony vì Sony nó rất là lành, với cả có khá nhiều mẫu đa dạng, nhưng mà đặc biệt mấy hôm nay em về được dòng Tech này, rất đáng để anh em lưu ý nhá. Là một mẫu đầu giải mã phân khúc tầm trung nhưng mà lại có khá là nhiều ưu điểm so với các dòng khác. Trước tiên là cái hình thức của nó này, size 44. Size này thì lớn hơn rất là nhiều so với các mẫu đầu khác. Anh em nhìn cái độ sâu của nó cũng thế, độ sâu này nó còn dài gần bằng cái âm ly Sansui của em luôn. Đấy, mặt phay nhôm vàng chanh, dày dặn. Ngoài ra thì em nó có thêm cái cổng keyboard. Anh em có thể cắm bàn phím vào đây để anh em gõ, để đổi tên bài hát, đổi tên cái bài hát mà mình đã lưu ở trong cái đĩa MD này. Ngoài ra nó có hai cổng vào digital cơ, một cổng đằng sau và một cổng đằng trước đây, ở trong cái lỗ này này. Đấy, rất là hay.
Và đặc biệt là công suất của em này lên đến 26W. Đấy. Nó sánh ngang được. Đấy, phải có những cái đầu giải mã như này thì mình sánh ngang được với cái Equine. Công suất ra cũng 26W. Còn Victor này đây, các cái đầu giải mã khác em đã nhìn đằng sau thì thường là dao động khoảng từ 12W cho đến 15-16. Có con Sony đến 20W là cùng. Nhưng em này thì công suất ra tận 26W anh em nhé. Đấy, một mẫu đầu phân khúc tầm trung thôi nhưng mà có khá nhiều ưu điểm nổi trội, anh em có thể tham khảo thêm. Và em xin nhắc lại là mọi báo giá cũng như tư vấn thêm thì anh em cứ alo trực tiếp cho số điện thoại của bà chủ 0912572434. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ bật thử giải mã từ một chiếc iPad. Em dạo này em hay nghe nhạc số trên mạng, em lại ít thử đĩa. Đấy, anh em cứ vào YouTube và em dùng xem các cái kênh của Thúy Nga này, của Asia, up các cái clip của chương trình của họ lên ấy, tiếng khá là chuẩn. Hoặc là anh em có thể vào các cái kênh CD nhạc xưa này, em để ý là họ up các cái file nhạc gốc lên ấy, có khá nhiều chương trình hay thì anh em đỡ tốn tiền mua đĩa anh em ạ. Một đặc điểm nữa là em này cần có đĩa mồi để giải mã anh em nhé. Thường thì các cái đầu mà cần đĩa mồi thì em bên em mua thì sẽ được tặng trước hết là cái dây điện thoại này để anh em cắm giải mã này, một dây quang với cả một cái đĩa MD trắng để anh em có thể cứ để sẵn đấy thôi, để làm giải mã thôi, chứ nó không phải là ghi cái gì đâu. Cho nên các bác không cần lo là các cái bộ nào cần đĩa mồi thì cứ phải lúc nào đọc đĩa mồi nó cũng hỏng mắt. Không phải đâu ạ, chỉ cần nhét đĩa mồi sẵn ở trong là để nó thực hiện chức năng giải mã. Đấy, không còn tốn thêm bước gì thêm cả. Đấy, bây giờ em sẽ cho cái đĩa này vào nhá. Nó đang hiện là đĩa này có 73 phút chương trình mà. Thì anh em cứ ấn chọn cổng vào input. Anh em này, chọn cổng vào input, em đang cắm cổng analog chẳng hạn. Thì nó đang có, đây là cổng optical 1 này, optical 2 này, cổng coaxial là cái cổng cáp đồng trục đằng sau. Đấy, cổng analog rồi em đang cắm bằng cái dây này đây. Thì làm giải mã cho điện thoại xuống. Đấy, thì tiếp theo là anh em ấn chữ rec record đây. Đấy, rất đơn giản và nó bắt đầu giải mã rồi đấy ạ. Bây giờ em sẽ bật thử chương trình từ iPad này nhá. Anh em chịu khó đeo tai nghe để cảm nhận rõ cái chất âm của nó nhá.
Vừa được đeo tai nghe và thưởng thức rồi đúng không ạ? Ưu điểm của những cái đầu giải mã như này thì anh em khi mà cắm các cái chương trình mà từ điện thoại hoặc là từ cáp quang từ TV đời mới xuống ấy thì nó sẽ đa dạng chương trình hơn, và đặc biệt là cái chất âm khi mà chạy qua giải mã nó vừa trong này, nó vừa chi tiết, với còn nó sẽ giống với chất âm góc nhất. Đấy, sẽ hay hơn là so với anh em cắm trực tiếp bằng cái dây AV từ TV hoặc là từ điện thoại. Đó là ưu điểm của cái đầu giải mã. Dạo này em cũng bán giải mã rất là nhiều luôn, anh em qua thì hầu như cứ chỉ hỏi giải mã chứ bây giờ không ai hỏi CD mấy nữa. Đấy, đầu CD thì vẫn có cái dòng cao cấp nhưng mà hầu như chỉ phục vụ anh em nào sưu tầm hoặc là chơi các cái đĩa gốc, đĩa xịn thì anh em chơi thêm đầu CD. Đấy thì với cấu hình hôm nay là một bộ ghép khoảng hơn 30 triệu thì vừa nghe nhạc này, vừa karaoke này. Tất cả đặc biệt là đối với một đôi loa công suất khỏe của âm ly cũng đầu gấu như này thì anh em có thể ghép thêm một cái vang cơ. Ở bên em hay bán vang cơ K6, K7 thì tầm giá khoảng 2 triệu rưỡi. Vừa trồng rú rít tốt mà hát karaoke gia đình cũng rất là hay luôn. Thì anh em có thể tham khảo nhá. Đấy, vừa hát và vừa nghe nhạc trong gia đình luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay đằng sau để anh em xem thông số một chút. Toàn bộ bên em thì là hàng điện 100V và hàng bãi Nhật, bảo hành riêng nguyên bản toàn bộ cho anh em. Đây, còn đầu tách của chúng ta đây, tách MD10. Đấy, made in Japan, con này công suất 25W rất là khủng so với các cái đầu giải mã hiện nay. Nó có một cổng Coaxia này là cổng cáp đồng trục vào này, một cổng vào optical và một cổng vào optical đằng trước nữa. Đây là cổng ra optical. Đấy, còn bình thường anh em cắm điện thoại thì cắm vào cổng line in này này. Đấy, đây là đường xuống âm ly. Còn đây là cái equa chúng ta đây. Nhìn con này đằng mặt trước đã hầm hố, đằng sau còn hầm hố hơn anh em ạ. Chi chít các cổng cắm ra vào này. Anh em nếu mà cắm cổng ra âm ly ở đây thì có thể chỉnh được volume tiếng nhá. Đấy, cổng variap này. Còn nếu cắm cổng fix thì không chỉnh được cái volume tiếng đâu. Đấy, đằng sau nó còn có cái tay cầm gì nữa cơ, trông buồn cười thế. Còn đây là âm ly 607XR đây. Anh em suốt ngày hỏi dòng này vì căn bản nó rất là dễ ghép. Loa gì cũng chơi được, công suất nó khoảng 250W. Đấy, chơi được đa dạng loa và đặc biệt là con này rất hợp với cái bọn mà Onkyo, Diatone, những cái đôi loa mà muốn công suất mà vừa hát vừa nghe nhạc đấy ạ. Thì con Sansui này thì đúng là cặp bài trùng luôn với những đôi loa đấy. Đấy, còn nhân vật chính của chúng ta đây, đôi loa Diatone DS77HRX, BK là viết tắt của Black màu đen. Con này chở hàng 6 ohm này, công suất 230W này. Đấy, toàn bộ là made in Japan. Đằng sau này, đằng sau loa cũng rất là đẹp. Với cả đôi này thì anh em không những ghép âm ly khỏe nữa đâu mà có thể ghép cả đẩy hát nữa. Bác nào mà có đẩy Jaguar hoặc là các cái đẩy bãi xịn ấy thì ghép em này hoàn toàn vô tư nhá. Đấy, con Diatone là chỉ cần công suất khỏe với cả âm ly mà cái âm sắc của nó hay là được. Còn không anh em có thể mua thêm quai. Đời này em về khá là phong phú các cái mẫu quai Nhật với cả dòng Mỹ, anh em có thể tham khảo. À vâng, cảm ơn em rất nhiều nhá. Thì anh em nếu anh em ở gần trong nội thành Hà Nội thì em khuyên chân thành là có thể qua tận nơi thì sẽ được nghe thử cũng như là ghép bộ trực tiếp. Còn bác nào ở xa thì cứ alo hoặc là nhắn tin Zalo cho em qua cái số điện thoại này. Các bác có thể chụp lại nhé, 0912572434. Đấy, thì bên em sẽ báo giá cụ thể này cũng như là đưa cho các bác số tài khoản, các bác chuyển khoản. Bọn em sẽ gửi hàng qua Viettel Post hoặc là gửi qua nhà xe đến tận nhà cho các bác. Vì bây giờ là thời đại 4.0 rồi thì cái việc mua hàng trên mạng cũng khá là dễ dàng thôi. Anh em cứ tìm hiểu kỹ các cái cửa hàng mà mình cho là uy tín và mình cảm thấy tin tưởng nhất. Đấy thì sau đó mình sẽ đặt mua hàng, không vấn đề gì cả. Bây giờ kênh thông tin đại chúng rất là phổ biến rồi. Thế nhá, cảm ơn em rất nhiều ạ. Clip cũng dài rồi thì em sẽ dừng ở đây. Và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nhá.